Từ rất lâu, việc sử dụng hộp nhựa để bảo quản thức ăn đã trở thành thói quen của đại đa số các bà nội trợ. Nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, hầu hết các loại nhựa đã để lại những vết chảy xước hoặc ả màu và trở thành nơi tích tụ các vi khuẩn gây hại, mất mỹ quan và ảnh hưởng tới độ tươi ngon hấp dẫn của đồ ăn. Được sản xuất từ nhựa nguyên sinh, thân thiện với môi trường, Pioneer là một lựa chọn lý tưởng cho người sử dụng. Với lớp nhựa vỏ cứng và có độ an toàn cao, Pioneer sẽ khiến bạn có cảm giác chắc chắn khi cầm tay và yên tâm khi xếp chồng nhiều lớp trong tủ chứa. Công dụng của Pioneer cũng thực sự đa dạng. Bạn có thể dùng hộp nhựa Pioneer để đựng đồ khô như cà phê, đường, kẹo, bánh hay đồ ướt như các thực phẩm chiên, xào có dầu mỡ mà chẳng phải bận tâm, vì việc sử dụng công nghệ hút chân không đã giúp cho các sản phẩm hộp nhựa Pioneer luôn kín hơi và có thể bảo quản được thực phẩm rất lâu mà không lo hư hỏng. Bên cạnh đó, hộp Pioneer còn có một khả năng chống tràn, không thoát hơi nhờ hệ thống gioăng silicone bao quanh nắp hộp. Đặc biệt hơn, nắp hộp Pioneer còn có nút nhớ ngày, chỉ cần một thao tác gạt nút đánh dấu vào số ngày tương ứng, bất cứ ai trong gia đình bạn cũng có thể dễ dàng nhận biết những thực phẩm ở trong chiếc hộp ấy đã được bạn cất giữ từ thời điểm nào. Khác với đa phần các loại hộp thông thường, người sử dụng sẽ phải rất khó khăn khi xoáy nắp hoặc cậy các khóa an toàn để có thể mở hộp. Nhưng với Pioneer thì khác, chỉ cần một thao tác gạt tay để chiếc khóa chân không về vị trí mở, chiếc nắp hộp của bạn đã có thể dễ dàng nhấc lên mà không hề tốn sức. Xuất xứ từ Thái Lan, một đất nước có uy tín thương hiệu và rất được người Việt Nam ưa chuộng, Pioneer đang là một trong những sản phẩm từ nhựa được ưa chuộng nhất trong thị trường. Với mẫu mã đa dạng, kiểu dáng hiện đại, bạn sẽ dễ dàng tìm cho mình được một bộ sản phẩm cấp cao nhưng lại rất phù hợp với nhu cầu sử dụng và không gian bảo quản. Pioneer hiện đang được phân phối độc quyền tại chuỗi siêu thị của Modern Life trên toàn quốc.